Giới thiệu với các bạn về con dao bào tiên này nhé. Nó được làm từ cái zip ô tô. Lúc đầu thì nó như thế này. Thế mỗi lần các bạn mới mua về sử dụng xong, để khô thì các bạn lau một lớp dầu ăn, dầu ăn bình thường trong nhà thôi. Thế sau một thời gian mà nó như thế này, nó lên một lớp đen đen này thì không cần đến dùng đến dầu nữa, chỉ rửa sạch xong cắm vào thôi. Thì nó rất là sắc. Ai đã dùng nó một lần rồi đều rất là yêu thích và sẵn sàng mua tặng hoặc là khuyến khích người khác cùng mua để sử dụng này. Đấy. Bây giờ quan sát cái tay của nó rất là sắc các bạn, sắc ngọt đi. Đấy. Món canh sinh mà làm này nhanh lắm, nó mỏng. Mà làm dao này có bào hoa chuối thì là nhất, nó mỏng nó đều. Tôi đi đến Đắk Lắk tôi nhìn thấy họ có một con dao bào này để bào bóc cải, thích quá hỏi ra thì đặt được. Cái loại dao thửa dao đặt này là làm bằng nhíp ô tô, rất sắc. Bào này xào nấu kho với cái món mua bàn này nó tốt, bởi vì là nó mềm.